Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại Ti đang đứng ở trên trục đường quốc lộ 19 này, đi vào khu Nhân Hội New City và Kỳ Co Gateway nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực tế khu Nhân Hội New City trước, xem thử là cái nhà đầu tiên của Nhân Hội New City xây lên tới đâu rồi và ở chưa. Thế thì cũng nói qua thêm một xíu thì chúng ta đang cập nhật cái tình trạng của ngôi nhà, tiến độ của ngôi nhà, rồi xem thử là nói thêm một tí thử là sắp tới thì Nhân Hội New City có sốt lại hay không. Lúc nãy mới đi qua La Mi An thì cái công trình đó ngày xưa là cái điểm chốt sale khá là tốt cho dự án Nhân Hội New City, nếu mà hình thành thì tạo một cái sự kết nối, một cái khu rất là sầm uất cho cái khu vực này. Tuy nhiên thì hiện tại thì La Mi An đã dừng cả năm rồi này. Thì bây giờ chúng ta đang trông đợi điều gì ở Nhân Hội New City này. Sắp tới thì ngày 1 tháng 7 dự kiến là sẽ cấm phân lô bán nền ở 105 huyện thành phố mọi người này. Thì giá đất có tăng lên bởi sự khan hiếm hay không? Ôi trời, hồi nãy giờ thì chạy nhiều quá, bây giờ chắc cái xe đó bị xẹp đốt rồi, đi khá là nhòm luôn. Ok, vậy chúng ta sẽ cập nhật nhanh nha mọi người. Ôi chỗ này nó ngược nắng quá, nhìn nó không ok tí nào, nhưng mà có cái hoàng hôn rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ dừng vài giây để xem cái cảnh đẹp này, rồi chạy xe qua bên đó hỏi thăm anh bên đó thử khi nào xong rồi về nhà mới. Ok, thì mục đích này là cập nhật cái tiến độ thôi. Điện nước là ok, điện thì không biết nay ok chưa. Bữa hôm trước là Quy Nhơn City, Quy Nhơn City đã cập nhật rồi nha mọi người. Anh Thọ anh cập nhật rất là sâu sát luôn. Hôm trước thì cũng đi cập nhật rồi, nhưng mà có cái dở thì là không có lại gần. Thì hôm nay chắc thì cũng không lại gần. Thì chỉ cập nhật cái tiến độ bên ngoài thôi, xem thử như thế nào. Sắp hoàn thiện rồi ạ. Ôi, nuôi 2-3 con chó luôn, chắc anh ở một mình hơi buồn. Sắp hoàn thiện rồi. Đẹp. Vậy bác là chủ luôn hả? À, bác canh công trình thôi. Nhà tối của mình bác ở đây luôn hả? Ủa, cái điện đây là mình là bên cái cầu cho. Dạ, tức là nguyên khu đây ai đăng ký cũng có. Nước, nếu có đăng ký làm rồi đó. Dạ, vậy nó bừng đầu. Nước cũng đăng ký. Dạ. Đây là xây theo cái thiết kế của bên công ty luôn. Công ty thành ra nó muốn vậy là biểu vẽ đó, chủ là biểu vẽ. Dạ. Bác là người ở đâu mà nhận canh ở đây? Gần đây. Dạ, ngay chỗ Quang Vinh chạy xuống. Dạ. Vậy mẹ canh đi tiện. Nước ok, vậy có điện nước rồi phải. Sao bên đàn anh nào xây nữa ngon á. Bữa đăng ký rồi mà cả tháng mưa tới mưa điện. Dạ thì điện phải thì có, nên bữa có. Dạ. Mà cái điện lâu rồi đăng ký thiệt lâu. Điện kéo mệt hơn. Cái khách mấy đường kia, cái khách đây làm rồi nó mưa lên cái đường này không? À dạ, kéo riêng nó khó á, nếu kéo đồng bộ nó dễ hơn. Vậy nó mới thì hầu kia có đó, rồi sau anh mấy tiền không có, làm nó cắt hết. Dạ. Đường rồi dừng hết đây nè.
Dạ. Tối nay tối đèn đường ở sáng không chú? Không có. Không ấy. Chú trả, tiền đâu cũng thuê ra. Vậy một mình chú ở. Có bóng điện đó. Dạ. Mình điện của mình game. Chú điện, cái điện đường đâu có. Mày có mấy con chó nó vui vui nữa chứ không một mình tiêu ạ. Đường 9 giờ có này. Dạ. Hơi buồn, táo mình hơi buồn ạ. Được chỗ à mà quan cổng có mấy bảo vệ mà. Ừ, có bảo vệ, cũng bảo đây, bảo kia hết rồi. À, thì vui mà, buồn. Buồn chạy qua nói chuyện được. Con này con nói cái vụ buồn đi. À. Dạ. Bảo vệ đi từng luôn rồi bên luôn à. Dạ thì lại bên nói chuyện nhé. Giờ rỡ là anh đi chụp hình mấy anh cổng kìa. Dạ. Anh làm lớn à, tổ trưởng là anh chụp hình. Rồi quan chụp hình cái đồng hồ đây anh có giờ cục tay. Dạ dạ. À. Dạ. Đi luôn mà. Thì đấy. Đây là, nếu mà nó ăn cắp thì phải đi xe chứ còn đi bộ là sao giác. Xe bộ sao giác não mà làm gì được. Đi xe dạ. Mình nói mình nghe. Dạ. Vậy an toàn là ok. Con thấy vui. Chỉ là xách đồ chứ cũng xe bên lấy chơi. Dạ. Xách cái thầu chỗ đây chỗ nào bán. Chỗ nấu đâu mà ở xe mấy chỗ cũng nấu nữa. Kéo ông nậu. Chỉ xe lâu á được. Dạ. Mà xe lâu vô rầm rầm. Biết hết. Dạ vậy con về nha chú. Cảm ơn chú nha. Chú có luôn à. Dạ không, khách con có chứ con không có. Hoàng hôn siêu đẹp. Wow. Rất là tuyệt vời. Một câu chuyện ngẫu hứng ở bác trong nhà cho mọi người rất vui là hiện tại đã hình thành hết. Cái này có điện rồi nè, trục này là thấy sáng rồi. Còn trục này thì sáng chưa? Chưa. Đây. Ok, có điện rồi nha mọi người. Khu vực Nhân Hội New City tuyệt vời, bao đẹp. Nhưng mà không biết khi nhà lắp đầy hết thì có còn cái vẻ thơ mộng và thoáng đãng vậy không? Chứ lô sát bên đó nha mọi người. Nhưng mà một vùng cát mà đã hình thành như thế này thì cho rằng rất là tuyệt vời rồi. Ở trước là đây toàn cái thời điểm còn nắng vàng. À, nắng rực rỡ chói chang, còn bây giờ là nắng vàng dịu êm, thấy không khí nó khác đó. Bên kia là Takashi và Lamian nha mọi người. Tại vì thi giữ video luôn, chạy xuống mình xem cái khu vực thì có cách quay như thế nào. Tính ra xài hơi lâu á mọi người ạ. Bữa trước thấy lên như thế này rồi mà cái nhà đã phải hoàn thiện nhanh lên mới có sức nóng được lâu quá. Tính ra đi quay buổi chiều mát mát như thế này nè, cảnh đẹp ghê á mọi người. Nhưng mà bây giờ cái dung lượng của cái điện thoại thì nó có hạn rồi, 256GB mình chụp gia đình rồi hình ảnh các video thì quay được chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Mà lưu giữ hồi sáng giờ cũng tương đối nhiều rồi, giờ nó đòi mất chỉ còn có mười mấy phút thôi. Nên sẽ cập nhật sơ lược thôi nha mọi người. Khi coi cái quay thì chắc chỉ lướt qua một đoạn thôi, sắp hết dung lượng rồi. Biến biến hoàng hôn đẹp đến mấy, nếu không có tiền thì cũng giống như một buổi chiều tà mà thôi. Có câu nói nó hay lắm chứ, nhưng mà để như vậy á, mình đi tự nhiên thấy hồng hôn đẹp, mình nhớ tới cái nội dung đó.
phía bên kia là thì coi cái quay nha mọi người, bên trong này là FLC này. Đây, bên kia là kỳ coi cái quay. Có một số cái công trình đang thi công nhưng mà tôi thấy cũng rất là chậm này. Không biết vì sao bấy nhiêu lâu mà cũng chưa hoàn thiện luôn. Đây, đang thấy có công trình. Không tiện giờ không có thời gian không tiện đi vào mọi người. Đây, xa xa thấy có vài công trình. Còn bên này là FLC này. À, sao thấy đợt trước đây cũng như vậy mà bây giờ cũng như vậy trời, sao không thay đổi gì mấy vậy? Ok, cập nhật sơ lược về khu vực này nha mọi người. À, mọi người xem. Rồi thì xin phép dừng video nha. Rồi tại dung lượng ít quá. Sorry mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Tên tên. Thank you.